Một quán phở gà ta mà xa thành phố thì có ngon và chất lượng không nhở? Đúng là có câu muốn ăn ngon là phải đi xa. Được bữa chán cơm nên thằng em nó rủ ngay mình đến quán phở ruột của nó. Nó phở lách luôn, ở đây có phở gà ta ngon lắm. Để xem có uy tín không. Thế chị chủ dễ thương quá nên vào hỏi thăm luôn. Bán ở đây bao lâu rồi ạ? Chị bán là được hơn 15 rồi. Cái món ăn nhà chị trước thì đặc trưng là chuyên phở gà ta bún miếng ngan, tràng trứng rồi chân gà rồi bún miếng trộn. Bây giờ là chị thêm món bún cá cay. Nếu mà để mà nói thì là phở gà ta vẫn là nhiều nhất. Bát phở gà cũng đầy đặn đặc phết đấy. Khá là nhiều thịt, nòng mề, trứng non các kiểu cơ mà. Giòn tan đúng kiểu mình thích. Em ăn quán này bao lâu rồi? Em ăn quán này được 1 năm rồi. Quán vẫn ngon, không có gì thay đổi cả. Nước dùng vẫn ngọt, thịt vẫn mềm và ngọt và tươi. Nó phở lách từ nãy giờ khen hơi nhiều rồi. Để chị đi ăn thử xem như thế nào. Ui, nước dùng kiểu ngọt, thanh, đậm nhưng mà thanh ấy. Có độ dai, có độ mềm, ngọt thịt. Mình thấy ổn thật sự nên mình mới khen nha. Đúng là bỏ công bỏ sức đi xa ăn được bát phở như thế này, xứng đáng đấy. Chị thấy quán em chỉ như nào? Ăn đêm được không? Ăn đêm được ấy. Thế tóm lại là có lét không? Lét căng. Được.